Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những cái mẫu xe Ford Everest 7 chỗ hoàn toàn mới. Đây là một trong những mẫu xe cái phiên bản 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và hiện tại sang năm 2020 này Ford Everest cũng có một số thay đổi về cụm đèn pha được chuyển từ công nghệ HIS sang công nghệ LED về thấu kính của cụm đèn cốt dạng hình tròn chuyển dạng hình vuông về màu sắc thì hiện tại phiên bản 2020 được trang bị thêm một màu xanh mới đó là màu xanh tím nhìn đẹp và cứng cáp hơn thay thế cho cái màu xanh thiên thanh và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những cái mẫu xe 7 chỗ ăn khách và hợp lý nhất hiện nay ngoài ra tại thời điểm này các bạn là mua xe thì được đại lý hỗ trợ giá rất là sâu cũng như là về ưu đãi, về chính sách bán hàng, hỗ trợ quý vị các bạn có thể xem xe và lái thử xe tại nhà, ký hợp đồng tại nhà. Nếu các bạn đã quan tâm đến mẫu xe Ford Everest thì rất mong quý vị và các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 0906 828 999. Hoặc các bạn có thể ấn đăng ký kênh Vua Xe để theo dõi những video mới mà chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Vua Xe xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn xin chào quý vị và các bạn hôm nay chúng tôi